Rồi xin chào anh em nhé. Thì hôm nay giới thiệu cho anh em combo 12V của DW, bao gồm một thân máy khoan, một thân máy vít, hai pin 2A. Pin thì có báo pin đầy đủ cho anh em này. Đó, pin có chức năng báo pin luôn. Và một sạc thì đặc biệt, sạc của nó là sạc 112 luôn nha anh em. DCB 112 và sạc này là điện zin 220. Đó, nó có thể được sạc sạc luôn cả pin 18 20V. Thì anh em có thể sạc được hai loại pin. Rồi, ok, giới thiệu qua cho anh em về con khoan. Thì con này là một con khoan 3 chức năng của dòng 12V DW. Có thể khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường. Thoải mái để anh em sử dụng gia đình cũng như là anh em sử dụng công trình mà trên cao. Về trần thạch cao thì anh em có thể sử dụng con 3 chức năng này. Cũng như là nhôm kính anh em cũng có thể sử dụng để khoan được. Rồi, tiếp theo là con vít để anh em bắn tôn cũng như là bắt vít siết bu lông nhỏ thì anh em có thể sử dụng con 12V này. Thì con này là vòng tua hiện tại là 2850 vòng trên 1 phút. Tương đương với lại vòng tua của con 887 này, à gì, 809 này. Đó, nó vòng tua nó còn cao hơn cả con 809 này nữa. Vòng tua maximum là 2850 vòng trên 1 phút này. Còn con này là vòng tua maximum là 2800 này. Đó, thì vòng tua của con này còn cao hơn vòng tua của con này nữa. Nhưng mà lực siết thì con này sẽ cao hơn, con này 190 Newton, còn con này tầm 165 Newton. Đó, thì anh em có thể sử dụng để bắn tôn thoải mái đối với con này cũng như là vần vít này kia. Đó, thì pin 2A nhỏ gọn nhẹ dành cho anh em có nhu cầu. Và bộ này thì hiện tại đang có giá là 4 triệu tư, bao gồm hai máy, hai pin 2A, một sạc 112. Đó, bảo hành lên đến 3 năm đối với thân máy, pin thì được bảo hành 1 năm 1 đổi 1. Sạc cũng được 1 năm 1 đổi 1, sạc thì sạc zin 220 luôn. Đó, đây là một bộ combo dành cho những em nào mà thích những combo chuyên nhỏ gọn nhẹ thì anh em có thể mua combo này. Thì hệ sinh thái 12V sắp tới sẽ về rất là đa dạng các món 12V, cho nên anh em có thể mua dòng 12V này để sử dụng. Sắp tới thì có thêm các dòng 12V khác để anh em mua kèm. Sạc này thì anh em có thể xài chung với sạc của 18V, 20V. Đó. Nó xài chung một sạc trên trên pin, cho nên là anh em đã có sạc rồi anh em có thể không mua sạc. Rồi, ok. Cảm ơn anh em. Combo này thì 4 triệu tư nha anh em, dành cho những em nào có nhu cầu. Thì anh em nào xem video có thể cho em một like cũng như là để lại bình luận ở phía dưới khi anh em xem video để em có thể đọc bình luận của anh em và trả lời những câu hỏi anh em nếu có nhu cầu. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Chúc anh em một ngày mới tràn đầy sức khỏe. Cảm ơn anh em.